Đam mê giúp chúng tôi vững bước, nỗ lực giúp chúng tôi vượt qua gian khó, đoàn kết giúp chúng tôi vươn tới những nấc thang thịnh vượng, sáng tạo giúp chúng tôi bắt kịp mọi xu thế. Với khát vọng chạm tới những đỉnh cao mới, chúng tôi không ngừng vươn mình mạnh mẽ, tạo mọi dấu ấn trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực cung cấp vật tư xây dựng và trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong việc cung cấp các sản phẩm gạch đá xây dựng cho thị trường trong nước và thành công từng bước vươn mình ra thị trường quốc tế. Thành lập năm 2009, Hưng Thịnh từng bước chinh phục những thử thách và tạo nên dấu ấn cho từng chặng đường phát triển với nhiều cột mốc đáng nhớ. Từ một kho đá nhỏ với quy mô hơn 10 nhân sự, đến nay Hưng Thịnh phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn số lượng, với đội ngũ nhân sự lên tới 600 người và hệ thống kho đá trải dài tại hai miền Bắc Nam. Hệ thống kho đá cao cấp Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội với diện tích hơn 10.000 m2, kho đá km số 2 Phan Trọng Tuệ với quy mô trên 6.000 m2, chợ đá Kim Trung, Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội quy mô hơn 30.000 m2, kho đá Sài Gòn Hưng Thịnh với quy mô trên 9.500 m2, cảng Phúc Lộc Ninh Bình với quy mô trên 11.000 m2. Đặc biệt, năm 2021, với mong muốn đáp ứng nhu cầu thị trường và tạo ra những sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn cao, Hưng Thịnh đã đưa vào vận hành nhà máy chế biến đá Hưng Yên với tổng diện tích 20.600 m2, được đầu tư và trang bị hệ thống dây chuyền, công nghệ hiện đại tự động hóa với sản lượng đạt trên 40.000 m2 đá thành phẩm mỗi tháng. Không chỉ tạo dựng được dấu ấn riêng tại thị trường trong nước, Hưng Thịnh mang theo khát khao vươn tầm, chinh phục thị trường quốc tế và đã đạt được những dấu ấn xuất khẩu đáng nhớ. Hiện nay, chúng tôi tự hào mang những sản phẩm đá thương hiệu Việt Nam đến với thị trường quốc tế và tự hào cung cấp các đơn hàng cho nhiều thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Mexico, Canada, Albania. Với tâm thế, chất lượng phục vụ đi đầu, trong nhiều năm qua, Hưng Thịnh đã luôn được các khách hàng và đối tác tin tưởng và yêu mến. Đến nay, Hưng Thịnh luôn tự hào với hệ thống đối tác và khách hàng trải dài trên mọi miền Tổ quốc. Hưng Thịnh hiểu rằng, để đi xa và phát triển bền vững, yếu tố con người luôn là nền tảng lâu dài và được chúng tôi quan tâm hàng đầu. Với đội ngũ nhân sự đầy nhiệt huyết, sáng tạo và chuyên môn cao, chúng tôi tự hào đáp ứng được cả về năng lực cung ứng, năng lực thi công, trình độ chuyên môn kỹ thuật và ghi dấu với những dự án trọng điểm phải kể đến như dự án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, Trung tâm Hội nghị Quốc tế 35 Hùng Vương, trụ sở Bảo hiểm Bảo Việt, Green Park Phương Đông, khách sạn Việt Pháp Sapa, Mipec Hà Nội và nhiều những công trình xây dựng dân dụng khác. Với việc đáp ứng được sản lượng lớn cho thị trường vật liệu xây dựng và năng lực triển khai thực hiện Oblast cho nhiều dự án lớn nhỏ trên cả nước bằng những giá trị bền vững và hiệu quả cho đối tác và khách hàng, Hưng Thịnh tự tin sẽ thực hiện được nhiều dự án lớn và đáp ứng nhu cầu của thị trường trong thời gian tới. Hưng Thịnh khát khao chinh phục những giấc mơ với niềm tin mãnh liệt và niềm quyết tâm vô tận, từng bước vươn xa trong hành trình xây dựng đỉnh cao mới, không ngừng mở rộng quy mô và phát triển hệ thống kho bãi rộng khắp, cung ứng đa dạng nhiều dòng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và vươn xa hơn nữa trên thị trường quốc tế. Để phát triển như ngày hôm nay, Hưng Thịnh luôn trân trọng cảm ơn tới quý khách hàng, đối tác đã luôn giúp đỡ và đồng hành cùng Hưng Thịnh trong suốt thời gian qua. Hưng Thịnh mong muốn sẽ luôn được sự ủng hộ của quý khách hàng, đối tác trong thời gian tới. Hưng Thịnh, xây dựng để trường tồn.